Hôm qua, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc cụm thi đua số 8 Công an thành phố Hà Nội đã đến hỗ trợ tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong vùng ngập ở Trương Mỹ Hà Nội. Đoàn đã tới thăm xã Nam Phương Tiến, một trong những xã bị ngập nặng nhất với điểm ngập sâu nhất là 2m, có nơi ngập đến 6 đến 7m. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước sạch cho các hộ dân, hỗ trợ bà con công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau khi nước rút. Phong trào của cụm thi đua số 8 Công an thành phố Hà Nội là nguồn động viên để đồng bào vượt qua khó khăn vất và trong mùa lũ